Xin chào các bạn, hôm nay tôi Un sẽ hướng dẫn cho bạn người cá level 1, Thư Kỳ, Julie và Viviani. Ba bạn ấy sẽ học bơi để trở thành người cá level 2. Các bạn phải vượt qua một số kỳ thi rất là khó khăn. Đó là các bạn ấy phải nín thở lâu được dưới nước 1 phút. Nếu bạn nào chưa nín thở lâu được 1 phút thì tôi Un phải tập để hướng dẫn cho các bạn nín thở lâu được 1 phút. Rồi các bạn ấy phải lặn ở dưới nước 15 phút với bình khí tài. Nghĩa là để đặt mấy bình khí dưới nước, các bạn ấy bơi lặn qua lặn lại để hít hơi ở dưới nước chứ không có ngẩng mặt lên trên bờ. Tiếp theo đó là các bạn ấy phải hiểu về các dụng cụ lặn biển. Rồi bây giờ ba em sẽ thi nín thở lâu dưới nước nha. Nãy giờ là mấy em tập cái bài khởi động cơ bản của người cá bơi một nhịp. Xong rồi, đúng không? Thì nín thở lâu dưới nước, coi cái khả năng nín thở lâu của mấy em tới đâu. Rồi chúng ta sẽ bơi vô trong này để tôi Un tính thời gian. Rồi vô trong đây. Rồi bắt đầu nha. Mấy em để tay lên đây hết đi. Thi thử luôn hả? Thi thử để coi cái bài tập nào thích hợp để gia tăng khả năng nín thở lâu của em chứ. Rồi bắt đầu. Thở nước ổn định hết rồi đúng không? Tôi đếm nha. 1, 2, 3. Hít hơi vào thật sâu hết chưa? Rồi úp mặt xuống nè. Làm đi. Trời, em nín thở được 15 giây thôi hả? Em gần được 30 giây. Có canh thời gian được không con? Sau phần kiểm tra nín thở lâu dưới nước để có thể vượt qua phần thi cấp bằng người cá quốc tế level 2 thì bạn Thư Kỳ nín thở được 15 giây, bạn Julie nín thở được 35 giây, bạn Viviani nín thở trên 1 phút. Bạn Viviani đã đậu được một nửa phần thi của level 2. Riêng bạn Thư Kỳ và bạn Julie phải tập nín thở lâu, tiếp tục tập sức bền để có thể lặn sâu và lâu ở dưới nước trong vòng 15 phút mà không nổi mặt lên ở phần thi level 2. Nên bạn phải tập lặn, đó là lặn lắc đuôi 3 cái, xong rồi mới đếm 1, 2, 3, thở mũi ra, ngẩng mặt lên, hít hơi vào nha. Rồi bạn Viviani tập trước. Riêng hai bạn này, sau khi trải qua 10 lần tập, Tuy Un sẽ cho các bạn nín thở thêm một lần nữa để coi thể tích phổi của bạn có chứa thêm được khí oxy hay không. Ok, tập tiếp đúng nha. Tuy Un cho thi lần nữa. Trời ơi, Thư Kỳ làm gì thấy tội vậy? Thư Kỳ chơi ma túy hả? Không phải. Nhớ nha, tập cho đúng theo phương pháp tiêu ôn để không còn bệnh hen suyễn nha. Rồi chị Vivian hướng dẫn lại cho em đi. Làm sao nè chị Vivian? Cái này á, khi mà mình tập cái này mình sẽ có một cái cột hơi rất là chắc chắn. Mình nhiều khi ở nhà mình không có ở dưới nước á, mình vẫn có thể tập được cái bài này để cho mình có cột hơi dày hơn. Đó là hả, khi mà mình lấy hơi, mình lấy cả bằng mũi và miệng để hả, cái hơi mình nó sâu trong bụng thì mình cảm giác như cái bụng mình nó căng ra hết cỡ luôn. Thì sau đó mình sẽ xì hơi ra để cái lưỡi với cái răng dưới này, mình sẽ xì hơi ra cái kẽ răng phía trước rất là nhẹ nhàng thôi, không có, mình không có xì quá mạnh thì hơi nó sẽ ra hết rồi mình sẽ giữ lại.
giống như vậy nè, nếu như mà các bạn xì hơi ra được trên 1 phút như vậy á là nó rất là tốt. Khi mình xuống nước mình có thể làm lâu hơn 1 phút, bởi vì xuống nước mà mình nín thở thôi, còn cái này mình xì cả hơi ra mà. Các bạn cố gắng xì làm sao mà cảm giác giống như là cái bụng mình với cái lưng mình á, nó không còn miếng hơi nè mà nó dẹp rồi nó dính vào nhau á, thì lúc đó là mình sẽ cải thiện được cái cột hơi mình rất là tốt. Cách như vậy nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị Vivian chia sẻ cái phương pháp mà nín thở kiểu ca sĩ, diễn viên vậy đúng không? Ca sĩ. À, rồi vỗ tay đi mấy em. Đó cũng là một cái phương pháp nín thở tốt. Bởi vì các em trở thành người cá là mai mốt mấy em phải hát hay nữa đúng không? Mấy em là con gái mà đúng không? Chắc chắn là khi mình có một cái cột hơi tốt á, thì cái giọng hát của mình sẽ rất là nội lực, rất là hay. Mình hát nó giống như vậy, giống như là mình moi cả ruột, gan, tim của mình ra để hát cho người ta nghe, thì cảm giác nó sẽ giống vậy đó. Mình cần phải có một cái cột hơi chắc. Rồi mai mốt mấy em là đi theo chị Vivian đi hát ha. Đó, rồi chị Vivian đi biểu diễn hát một bài cho các bạn nghe nè. Tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư nè. Ngại lắm. Đúng rồi, bơi mà ngại lắm. Chị thôi kiếm cái chỗ nào ngồi lên đi, giống như nàng tiên cá ngồi trên cục đá hát á. Cái này là tiên cá thật. Đây là cục đá. Rồi, vậy nha mấy em tập nha. Dạ. Tại vì bây giờ các em nhỏ, cái phổi của các em nó cũng nhỏ nữa. Mà mình muốn trong một thời gian ngắn á, thì là nó không thể nào nó to lên như người lớn được. Mà mình có hơi nhiều nên mình phải tận dụng cái phần bụng, cái phần cơ hoành của mình để mình giữ cái hơi lại. Em có thể cảm nhận được là khi hít hơi vô chỗ này nó rất là cứng. Nên mấy bạn cứ làm thử đi. Đúng rồi, làm thử đi. À, mình tự nhấn vô. Đó, nó sẽ cứng giống như bạn siêu lì à, đúng rồi đó. Rồi chị Vi Anh thử bạn Vi. Em hít hơi vào cả mũi và miệng sâu rồi. Rồi, hít hơi bằng miệng và mũi luôn nha. Phương pháp nín thở lâu. Đúng rồi đó, khi mà mình hít thì nó sẽ cứng đó. Mình sẽ cảm nhận của ca sĩ. Nó tốt cho bơi lội nữa. Cả hai nó hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Đúng rồi. Một phương pháp dành cho bơi lội, một phương pháp dành cho ca sĩ. Rồi xong rồi, mấy bạn này sẽ trở thành Mỹ Nhân Ngư có tiếng hát kinh khủng nhất thế giới. Kinh khủng. Hát tới đâu là bể kiến tới đó. Mà nghe là mê say đắm lòng người. Tàu bè đồ nó đi trên sông nó đụng nhau té hết, bể hết. Chìm tàu luôn. Phương pháp mà nín thở của ca sĩ đó là mấy em về nhà mấy em tập trên bờ. Còn cái phương pháp này là mấy em tập ở dưới nước, hiểu không? Nhưng mà cả hai nó sẽ hỗ trợ nhau. Đúng rồi. Rồi, thi lại nha, thi nín thở lâu lại nha. Một bạn là 15 giây, một bạn là 35 giây nha. Coi kỳ này mấy bạn nín thở lâu hơn không. Rồi, thứ kỳ. 1, 2, 3. Bao nhiêu giây vậy chị? Giờ bạn đã nín thở lâu hơn 5 giây. Xin chúc mừng bạn Thư Kỳ. Yeah. Tới phiên bạn Julie đi. Bạn Julie. 1, 2, 3. Em bơi lại Tion. Hít hơi vào, nổi người lên, duỗi thẳng người ra. Nổi người lên, duỗi thẳng người ra. 1, 2, 3. Bơi xích ra đây, bên đây đụng vết tường. Vẫn là 35 giây. Không có tiến bộ gì hơn. Riêng Thư Kỳ rất khen, rất đáng khen. Thư Kỳ đã nín thở lâu thêm 5 giây. Ủa lần nó không chứ? Nhiều quá em.
là 5-6 người á, bơi một nhánh là mình bơi 6. Em bơi là em phải nhìn nhau quá trời luôn á. Ba đứa bơi còn chưa đều nổi nữa. Thì động tác mấy em đều lại. Lại cái hồ lỡ như nó nhỏ sao mà ra xa nhau cái tự nhiên hả? Đang bơi về cái nó. Giờ lại cái em lại. Em không có bơi được. Giữ khoảng cách bơi thẳng. Để xem em bơi như vậy á. Bơi thì thôi em cứ nhìn xếp lại. Hít thở đều nhau nè. Đếm 1, 2, 3 đều nhau nè. Lắc đuôi đều nhau là được hả? Sao bây giờ chuẩn bị mới hơi kỳ kẹp kim tự dưới. Thư Kỳ chỉ còn nhìn chị My được rồi. Em lại nhìn Thư Kỳ em. Hai đứa nhìn Thư Kỳ. Thư Kỳ ở giữa. À, bơi theo Thư Kỳ đúng không? Thư Kỳ bơi 4 là 4, 3 là 3. Trời ơi. Thư Kỳ bơi 3 nha. Không phải. Tại vì á hả? Lúc đầu á là em đâu có biết là lắc đuôi ba cái 1, 2, 3 rồi nâng thẳng tay lên nè, tay lên ngang mặt nước rồi kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào nha. Cái này là bài lặn nha mấy em, hít hơi vào rồi chuối tay xuống ở độ sâu ngang nhau rồi lắc đuôi ba cái 1, 2, 3 ha. Rồi anh nói bắt đầu được chưa? Bắt đầu. Đừng có co đầu gối. Dùng lắc eo. Hả? Hay là em bị quay Thư Kỳ? Nói chung Thư Kỳ tuột ra phía sau cái hai sai hết luôn rồi. Thư Kỳ làm sai cái mọi người sai luôn á em. Làm đúng nha. Thư Kỳ sai là mấy bạn sai luôn. Bài tập đồng đội là vậy. Em giang tay ra này nè. Để có khoảng cách. Đó. Hồi đó hai bạn cho chị mới tự. Đúng rồi. Khoảng cách gì á? Lặn xuống nha. Lặn xuống lắc đuôi 1, 2, 3. Ba cái lắc đuôi là nổi lên là được. 2, 3, bắt đầu. Thank you.
Các bạn có thấy lặn 3 nhịp đuôi dưới nước đẹp không? Đó là kỹ thuật sẽ giúp các em luyện được nín thở lâu 1 phút trong nước, tập cho thân thể dẻo dai hơn, phổi sẽ chịu được áp lực nước tốt hơn. Mỗi ngày ráng tập luyện bơi như thế 1000m mà không mệt là bảo đảm sẽ nín thở được 1 phút. Rồi cuối tháng tôi sẽ tổ chức thi cấp bằng người cá quốc tế 1 lần. Với lại cũng góp ý động tác tay kết hợp thở, muốn chuẩn xác các bạn phải mang kèm theo tay bơi người cá để tập luyện. Như vậy mới đạt được hiệu quả cao. Nhìn chung thì các bạn người cá level 1 muốn lên level 2 cũng dễ, nhưng các bạn phải kết hợp thêm phần quan sát và cảm nhận nước. Bắt đầu mình phải tập phát triển sự nhạy bén trong nước để có được giác quan tốt khi bơi trong nước giống như loài rái cá, mới xứng đáng được tiến cấp thành người cá level 2. Ví dụ như loài rái cá, chúng sống toàn ở những nơi nguy hiểm có cá sấu, mà tại sao lại không bị cá sấu làm hại? Bởi vì khả năng quan sát của rái cá phát triển đến mức tối ưu hóa, nên có thể tránh né được những đòn tấn công từ phía sau lưng của cá sấu. Không có con cá sấu nào hại được rái cá. Thì làm sao để có được những phản xạ tuyệt vời đó? Tion chỉ rõ cho các bạn thấy rằng chúng ta phải tập luyện đồng đội với nhau, chơi đùa với nhau trong nước để hiểu rõ nhau hơn, thì mới phát triển được các siêu giác quan như loài rái cá. Những cái phản xạ nhanh nhẹn này có được khi chúng ta tập cùng với nhau trong nước. Đó cũng chính là lý do mà cái loài rái cá sống bầy đàn, chăm sóc lẫn nhau, yêu thương nhau, đoàn kết. Nên các người cá level 2 phải tập luyện đồng đội cùng nhau nhiều hơn nữa để có thể trở nên nhạy bén trong môi trường nước. Hiểu chưa các em? Cố gắng nha, chừng nào bơi lặn giỏi rồi nín thở lâu 1 phút, Tion sẽ cấp bằng người cá quốc tế level 2 cho các em. Nếu mà học để trở thành người cá đệ tử của Tion thì các bạn phải làm được như vậy. Còn để được trở thành người cá level 2 có được bằng cấp quốc tế ở Mỹ cũng đơn giản thôi.